Hello anh em, hôm nay Vinh xin phép giới thiệu đến anh em một cái chân chống thồ nha anh em nha. Chân chống thồ này là tăng giảm được nè anh em, tùy theo cái xe của mình nó cao hay nó thấp thì mình có thể tháo một ốc xong đây này, mình tăng giảm được nha anh em nha. Một cái chân chống thồ cả bát này rất là dày nè anh em. Đó. Cái khu này là nó chừa một cái lỗ sẵn đỡ anh em hàng con ốc vào này, hàng con ốc vào cùm lại. Và trước này nó có sẵn một con ốc này nha anh em nha. Trước này nó có sẵn một con ốc rồi. Đó. Cái chân chống này nè anh em, nó thường dùng cho những cái xe đi rừng nha anh em nha. Đi rừng, đi rẫy và chuyên chở đồ nặng. Đó, chân chống thồ. Xe này thì Vinh cũng mới vừa làm cho khách nè anh em. Mình lên Vinh lên tâm lớn nè. Đó, tâm trước cũng tâm lớn luôn. Đó, rất là chắc chắn nha anh em nha. Thường thường thì mình sử dụng cái đi rừng thì gác cái chân gác này anh em, bỏ cái chân gác vào thì nó sẽ bị vướng cây dọc đường đó anh em, hay vướng cái tali đất cao á, thì thường thường thì tháo cái chân gác này ra. Và chân chống này thì nếu như mình đỡ thì nó cũng rất là yếu nha anh em nha. Lâu ngày thì nó sẽ dựng, nó sẽ đụng vào cái chân số này, đụng vào chân số nó kẹt cái chân số không có vào số được, thì tháo ra, tháo bỏ cái chân gác và bỏ cái chân chống thồ này vào này nha anh em nha. Đó, rất là tốt. Thì Vinh đang sử dụng lấy cho khách thì cái giá của nó là 75k trên một cái nha anh em nha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng đỡ thay cho khách thì liên hệ Vinh, Vinh chia sẻ cho anh em đỡ Vinh anh em sử dụng nha anh em nha. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.